Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ban cán sự đảng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở ngành liên quan về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 34.500 lượt tàu cá mất kết nối 6 giờ trên biển. Các cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 177 trường hợp với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng về các lỗi vi phạm dư, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết hạn. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Phan Biển lên danh sách niêm yết các tàu cá 30 không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Có kế hoạch lắp camera tại các cảng cá để quản lý công tác tàu cá ra vào bến và giám sát sản lượng hải sản bốc dở qua cảng. Tại cuộc họp bàn về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành được nghe đơn vị FPT trình bày giải pháp triển khai phòng mềm quản lý tàu cá của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thống nhất với đề xuất triển khai phần mềm giám sát tàu cá trên biển, trong đó lưu ý dữ liệu phòng mềm phải chính xác, thống nhất, đồng bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn và các sở ban ngành liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu cá phối hợp với sở thông tin và truyền thông gắn camera giám sát tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh